sản phẩm thuần chay có thật sự tốt cho người tiêu dùng hay không? Thật sự thì khi mà sử dụng sản phẩm thuần chay, điều mà mọi người lo sợ nhất là lại không có các công dụng. Thì cái quan niệm này nó cũng rất là đúng, tại vì không phải cứ sản phẩm thuần chay là tốt đâu, mà thuần chay nó chỉ là một trong những yếu tố của mỹ phẩm thôi. Tại vì thuần chay có nghĩa là những cái thành phần ở trong sản phẩm đó không có nguồn gốc từ động vật. Cho nên một sản phẩm mà vừa thuần chay vừa tốt thì đó phải là một sản phẩm mà không có chiết xuất từ động vật và có kết hợp công nghệ để có thể giải quyết được những vấn đề của làn da. Ví dụ như Shigen thì Vân lấy tiêu biểu là sản phẩm đây đang là best seller của Shigen, thì ngoài những cái chiết xuất từ tự nhiên như là tinh chất lá trầu không, tinh chất bạc hà giúp cho khử thâm hay là khử mùi, thì còn có niacinamide và allantoin để làm cho làn da vùng nách và vùng chân của mình trắng sáng hơn, và có kết hợp công nghệ giống như sản phẩm của Shigen thì làm ra từ nhà máy đạt tiêu chuẩn cGMP, là nhà máy đạt tiêu chuẩn sản xuất ra dược mỹ phẩm. Thì những cái yếu tố đó kết hợp lại mới có được một cái sản phẩm vừa thuần chay vừa có được tác dụng lên làn da của mình. Tại vì làm gì làm, quan trọng nhất khi mà mình sử dụng mỹ phẩm là mình phải đẹp, đúng không mọi người? Mình đẹp trước thì mình mới có tinh thần thật tốt, có sức khỏe thật tốt để mình bảo vệ môi trường và sống thuần chay.